thì mình sẽ sử dụng bằng phương pháp là căng chỉnh. Vâng. Thì chỉ trong cái cuộc thủ thuật đấy, nó khoảng 10 phút thôi, và đem lại cho chị em một khuôn mặt là gọn và vi lai. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Phạm Hà Thu. Và ngày hôm nay thì Thu sẽ đưa đến cho mọi người những cái phương thức làm đẹp mà cực kỳ hiệu quả hiện nay. Và có lẽ là với một thị trường làm đẹp có quá nhiều những cái phương pháp để trẻ hóa này cũng như là nâng cơ cho các chị em, thì hôm nay Thu sẽ đưa ra một cái phương pháp làm đẹp có lẽ là rất là nhiều người đã nghe đến, đó chính là căng chỉ trẻ hóa. Căng chỉ collagen hiện nay đó là một kỹ thuật mới và mang lại cái vẻ đẹp một cách nhanh chóng, dễ dàng và không tốn thời gian nghỉ dưỡng. Căng chỉ collagen có 3 hiệu quả. Cái thứ nhất là trẻ hóa làn da, làm giảm thâm nám, tăng độ đàn hồi của da. Thứ hai, đấy là tạo hình. Các bạn có thể là tạo hình nâng cơ gò má trên, nâng cơ bầu má dưới, xóa nọng cằm, xóa rãnh mũi má. Và đặc biệt là có thể làm cho các bạn có một khuôn mặt V-line, thon gọn. Thứ ba, hiệu quả của chỉ collagen đó là làm đầy là rãnh mũi má, làm đầy rãnh mắt, làm đầy cái rãnh sâu ở trường và có thể xóa vọng mắt. Tức là nói đến căng chỉ collagen thì em thấy có rất là nhiều những cái công dụng. Và trong đấy thì em thấy cái phần mà nâng cơ này cũng như là như chị nói là làm xóa nọng cằm. Đúng rồi, xóa nọng cằm. Em thấy nó rất là hấp dẫn với các chị em ấy, bởi vì ngoài độ tuổi 30 thôi là bắt đầu đã xuất hiện nọng cằm rồi. Và cho dù là mọi người ở nhà có chăm dưỡng như thế nào chăng nữa thì nó vẫn cứ xuất hiện ở đây thôi. Và em nghĩ là khi mà đến một độ tuổi nào đấy thì chúng ta đã phải can thiệp bằng các phương pháp như vậy rồi, chứ không chỉ đơn thuần là massage bằng tay nữa, đúng không ạ? Đúng rồi em. Thật ra cái nọng cằm ấy, trong phong thủy ấy, thì nó cũng là mang lại cho người phụ nữ một khuôn mặt thích hợp. Đúng rồi. Thế nhưng một đôi khi là mình vẫn muốn là cải thiện có vẻ đẹp nó tốt hơn, thì mình sẽ sử dụng bằng phương pháp là căng chỉnh. Thì chỉ trong cái cuộc thủ thuật đấy, nó khoảng 10 phút thôi, và đem lại cho chị em một khuôn mặt là gọn và vi lai. Và có một điều mà em thấy nó cũng rất là thích, đấy chính là không phải phẫu thuật, đúng không ạ? Đúng rồi, và không tốn thời gian nghỉ dưỡng. Vâng. Và sau cái cuộc thủ thuật đấy là các bạn có thể tham gia mọi sinh hoạt bình thường. À, thế thì rất là tiện. Ví dụ như là các chị em thì sợ nhất là đau này, hoặc là sợ nhất là những cái vấn đề ví dụ như là can thiệp quá nhiều vào khuôn mặt. Thì em thấy đây là một cái phương pháp khá tự nhiên mà lại cũng hiệu quả. Và nói đến căng chỉ thì em thấy bây giờ là trên ngoài thị trường có quá trời những cái loại mọi người giới thiệu là chỉ vàng này, các loại chỉ xoắn, dạng xoắn, rồi nói chung là quá nhiều. Nói về chỉ collagen, đúng rồi đấy, bản chất của nó chính là collagen. Nhưng ví dụ như là bạn Thu vừa mới nói là chỉ vàng, đó là người ta thêm vào những nano vàng. Vậy thì để biết được cái thời gian duy trì được bao nhiêu lâu thì sẽ tùy thuộc vào. Ví dụ nếu như các bạn mà căng chỉ bằng chỉ pido là polyethylene thì cái thời gian duy trì của chỉ trong cơ thể nó là từ 6 đến 12 tháng. Vậy thì tại cái khu vực mà các bạn sử dụng cái thủ thuật này thì sau độ khoảng 1 năm các bạn có thể đi giảm lại để duy trì cái nét trẻ đẹp của mình. Cái thứ hai, nếu như sử dụng chỉ PCL là polycaprolactone thì cái thời gian để duy trì nó là 24 tháng trong cơ thể. Và các bạn cũng có thể sau 2 hoặc 3 năm sẽ đi để giảm lại. Cái này cũng tùy thuộc vào từng chỉ định. À, vậy thì khi nào thì mình dùng loại chỉ nào, mà khi nào thì mình lại dùng loại chỉ còn lại? À, ví dụ như nếu như các bạn muốn để tăng cái hiệu quả là tăng sinh collagen và giảm thâm nám, tăng độ đàn hồi của da, làm cho da tái tạo da tốt hơn, trẻ hơn, thì đối với chúng ta sẽ sử dụng chỉ video. À. Còn những trong trường hợp mà chúng ta muốn để nâng cơ thì các bạn, hoặc là những vùng da mỏng thì chúng ta sẽ sử dụng chỉ PCL. À, tức là như thế này thì sẽ rất là cần đến tay nghề các bác sĩ này, cũng như là cái phần kết hợp chỉ trong một lần điều trị, đúng không ạ? Để mà lựa chọn một cái cơ sở làm đẹp bây giờ thì thực sự là nó với nhiều chị em nghĩ là sẽ cũng hơi khó đấy, bởi vì là cái môi trường làm đẹp này cũng như là các cơ sở làm đẹp thì quá nhiều, và đi đâu thì các chị em cũng thấy là toàn giới thiệu là căng chỉ nhưng đến khi mà làm xong ấy thì lại không hiệu quả mấy. Thì rõ ràng ở đây là cái tay nghề bác sĩ cũng rất là quan trọng ở trong trường hợp này. Đúng rồi, bởi vì các bác sĩ ngoại khoa thẩm mỹ hay da liễu thẩm mỹ đã được đào tạo kỹ thuật chuyên sâu để căng chỉ, và các bác sĩ có một sự hiểu biết rất tốt vùng mặt. Chính vì vậy khi làm thủ thuật thì sẽ đạt được cái hiệu quả tối ưu cho khách hàng. Em quay lại một chút, tức là phần đầu chị nói đến là căng chỉ sẽ giúp là xóa nhăn này,
cũng như là làm đầy được ở những cái phần như là rãnh cười, đúng không chị? Vậy thì để khách hàng lựa chọn giữa căng chỉ hay là dùng filler chất làm đầy, vậy thì sẽ linh hoạt như thế nào ở trong các trường hợp khác nhau? Đúng rồi, một câu hỏi của bạn rất hay mà rất nhiều khách hàng của chúng ta chú ý đến phần này. Bởi vì có những vùng chúng ta có thể kết hợp được giữa filler và chỉ. Ví dụ như nếu như mà cái rãnh mũi má của bạn sâu thì bạn có thể sử dụng là căng chỉ, sau đấy mình sẽ tiêm filler. Căng chỉ là có tác dụng là tạo nên một cái da đỡ, là đồng thời cái thời gian mà để chỉ duy trì, chỉ phát huy cái hiệu quả nó phải sau 3 tháng sẽ là cao nhất. Còn filler thì sau khi đưa vào cơ thể là sẽ tạo ngay được cái hiệu quả rồi. Nói chung là nói đến làm đẹp thì em nghĩ là chị em nào cũng sẽ muốn được cái vẻ đẹp mà trẻ trung nhất này, gần như là lão hóa ngược. Thế thì chị Phong ơi, rõ ràng ấy là ngay từ đầu em đã thấy chị nói đến chỉ như là một cái liệu pháp mà xử lý được rất là nhiều cái vấn đề trên da. Ví dụ như là với những chị em mà đặc biệt là tầm độ tuổi từ 40 trở lên ấy, chắc chắn là sẽ có những người mà họ không có nhiều thời gian để chăm sóc da từng này bước tại nhà. Vậy thì nếu mà có một khách hàng vừa có nền da bị nám này, rồi da chảy xệ này, không đồng đều màu, và cái gọi là những cái collagen ở trên da đã gần như là đã đứt gãy, thì liệu khi mà mình dùng chỉ để xử lý những vấn đề này thì có thể thực hiện trong một buổi làm không chị? Lại một câu hỏi rất thú vị nữa. Đúng là các chị em ở độ tuổi 40 trở ra thì sẽ có rất nhiều vấn đề trên khuôn mặt, và chỉ có thể giải quyết được vấn đề là trẻ hóa, vấn đề tạo hình cũng như là vấn đề nâng cơ cho chị em. Cho nên trong một buổi trị liệu thì các chị em có thể kết hợp được cả 3 phương pháp tùy trên cái khuôn mặt của mình. Thế thì với những, ví dụ như là mẹ em cũng là một người rất thích làm đẹp, và bây giờ mẹ em đã thực hiện cả 2 phu để nâng cơ này, xong sau đấy thì mẹ em được 1-2 năm sau thì mẹ em bắt đầu thực hiện là căng chỉ, thì bà mới bảo là thực chất ý thì làm cái nào mẹ cũng thích, nhưng mà 2 phu thì mẹ hơi đau, còn căng chỉ thì mẹ chỉ chích một tí lúc tiêm tê thôi. Thì không hiểu là với những chị em mà muốn kết hợp cả công nghệ cao lẫn căng chỉ thì có được không chị? Hoàn toàn thế thì được. Và nếu như các bạn muốn kết hợp giữa công nghệ cao và căng chỉ thì các bạn sẽ sử dụng những liệu pháp công nghệ cao trước, sau đấy mình sẽ tiến hành liệu pháp căng chỉ sau. Vì như vậy là cái sợi chỉ của mình sẽ không bị biến đổi khi mà các công nghệ cao nó ảnh hưởng vào. Tức là rất là hay. Tức là mặc dù là có hai những cái phương pháp bên ngoài thị trường ấy, tức là có rất là nhiều những cái tác dụng mà mọi người có thể lựa chọn, có thể lựa chọn máy này, hoặc là có thể lựa chọn làm căng chỉ. Nhưng mà nếu mà một chị em nào muốn có một cái vẻ đẹp hoàn hảo thì chúng ta hoàn toàn có thể là kết hợp cả hai. Và chắc chắn là không thể quên chăm sóc da tại nhà, đúng không chị? Đúng rồi, hoàn toàn chính xác.